chào anh em nha. Trả lời kinh mấy con tụ Đức Tùng, em xin review con máy nổ Văn Ma nha anh em. Con này 3T88 nha. Đây. Con này có cái bơm dầu phụ nè. Con này tắt điện nha anh em. Có xài con tắt điện 3 giây. Nó còn cái cốc lọc dầu nè. Đây bánh đà nó đây. Con này mã số nó là 308 nha anh em. Con này có cái bơm dầu thủy lực nè. Đây cái lắc ở đây 3T88 nè. Rồi em show qua một vòng để em test cho nó chạy thử nha. Đây dây này chích vô đây. Ra nó đây. Đây hơi nó đây. Đây cái ống hơi nè, lỗ ống luôn ngủ xuống nè. Đây rồi. Đây. Hơi hám ok nha anh em. Không có đổ hơi nha anh em. Hơi hấp ok luôn. Cô chạy không ra khấu nha anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con Văn Ma 3T88, mã số là 308 thì liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 anh em, công ty Đức Tùng. Rồi, em xin cảm ơn nha.